Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Nguyễn Trường, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán thính giả của Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên YouTube để quý vị có thể coi lại nhiều video sau này. Lido Sài Gòn TV Official. Chúng tôi có ở trên Internet, lidosaigontv.com, có ở trên Facebook livestream giờ phút này, cũng như là có ở trên TV bình thường là 14.2 và 56.10. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ năm hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2021. Nếu mà 2019 thì là ba con số 9 luôn. Nhưng mà hôm nay là 21 rồi thôi với quý vị. Còn có 2 ngày nữa thôi à, 9, 10, 11 là tới ngày 11 tháng 9 là ngày kỷ niệm 20 năm ngày khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi vào những bản tin từ Việt Nam cũng có tin Hoa Kỳ đó. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì chúng ta đang chờ đợi cái bài diễn văn rất là quan trọng của Tổng thống Joe Biden về 6 bước kế hoạch mới để mở lại toàn diện Hoa Kỳ, cũng như là cuộc sống sẽ trở lại bình thường như thế nào, việc chích ngừa ra sao, trẻ em đi học làm sao, công nhân trở lại hãng xưởng làm việc cho nó an toàn như thế nào đó. Thì ngày hôm qua tôi có được một cái bản tin liên quan tới 7 cái viện dưỡng lão ở Louisiana đã bị hủy giấy phép hoạt động vì đã đưa những cái người ở trong viện dưỡng lão vào những cái nhà kho. Và những nhà kho này là những nhà kho để chứa đồ đó. Rồi họ đưa vào trong này để mà trú ẩn trong cái lúc mà bão Ida tràn vào tiểu bang Louisiana. Quý vị có thể tưởng tượng đó là mấy trăm người được đưa vào trong cái nhà kho như vậy đó. Thì ngày hôm nay cái cơ quan y tế của tiểu bang Louisiana đã hủy bỏ 7 cái phép giấy phép hoạt động của 7 cái viện dưỡng lão, nói rằng là họ đã làm việc một cách cẩu thả, không an toàn cho những người lớn tuổi, những người già. Và trong lúc mà 7 cái nhà kho này, 7 cái viện dưỡng lão mà đưa người vào nhà kho như vậy đó, thì có 61 cuộc gọi 911 tới những nhân viên cấp cứu và nói rằng người thì không thở được, người thì bị tiểu đường lên cao, bất tỉnh. Người thì bây giờ mà những người trực điện thoại đó, họ kể lại cho báo chí nghe đó, là họ nghe có tiếng như người đang thở một cách gấp rút lắm mà không thở nổi nữa đó. Và trong lúc gọi 911 như vậy, họ nói rằng là chuyện gì đang xảy ra, họ nói rằng là u đông lắm ở trong một cái nhà kho. Mà nhà kho này đó thì lại không có nhà vệ sinh, hay là chỉ có một hay là ít nhà vệ sinh, không đủ tiêu chuẩn và còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Rồi thuốc men thì không có, nhân viên giúp đỡ trong này không có, mà cái tình trạng sống rất là tồi tệ. Mặc dù là đã có những cái trường hợp đưa người di tản ra khỏi những cái viện dưỡng lão trước khi mà bão Ida đến, nhưng mà có một số thì lại họ lại chậm trễ, hoặc là họ nghĩ rằng là cái trận bão này nó sẽ không có mạnh như vậy đó, nó thiệt hại như vậy, cho nên họ giữ lại những người này, rồi sau đó thế nhưng mà bão đi qua rồi thì họ đưa ra ngoài lại. Nhưng mà không ngờ đó thì đã có ít nhất nha, cho tới ngày hôm nay nè, họ mới khám phá ra thêm 11 người chết nữa trong những cái nhà kho này. Và trước đó là đã có một số người chết rồi đó, cho nên họ nói rằng là cái tình trạng của nó ghê vô cùng luôn trong những cái nhà kho này. Bây giờ thì khi mà họ đi khám xét ra đó, thì họ đi hỏi đó, thì những cái người lớn tuổi mà đang được chăm sóc như vậy đó, thì cái tình trạng mà họ cần phải được chú ý đến đặc biệt nhiều hơn đó thì lại không có. Dồn hết người ta vô đây rồi chả có ai tới hỏi thăm, chả có gì hết á. Chờ khi đến bão đi qua rồi đó thì mới thấy có người tới, bắt đầu mở cửa nhà kho ra. Thì người thì đã đang còn hấp hối rồi nữa. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn tin cho thấy rằng là mấy cái viện dưỡng lão mà từ hồi mà có dịch tới bây giờ đó, nó đưa ra ánh sáng nhiều cái vụ bê bối từ những cái viện dưỡng lão như vậy.
ở đầu nó cũng có những cái tình trạng mà chỉ có mình đi vào mình tìm hiểu thì mình sẽ thấy. Đã nói là khi mà đã là con người á thì nó có nhiều cái trạng thái khác nhau lắm. Có lúc á mình cũng hỏi ủa ở bên Mỹ này mà ở trong những cái bệnh viện hay là viện dưỡng lão nó cũng có những cái chuyện ví dụ như đôi khi là bắt nạt những cái người bệnh nhân mà người ta nằm ở đó mà không có người chăm sóc vậy á. Đâu cũng vậy à, tại vì cái đó là con người rồi, nếu như mà có người quan tâm điều đó thì nó đỡ hơn. Còn khi mà một y tá hay một người điều dưỡng làm việc mệt quá thì cũng có lúc họ cũng sẽ lơ là công việc của họ, vân vân. Cũng liên quan đến cái chuyện mà bão Ida ở Louisiana vừa rồi đó, thì Ngọc Lan có một cái tin nó vui vui thôi chứ để bớt cái màu sắc ảm đạm của cái tin của anh Trường. Đó là quý vị biết là cái cơn bão nó rất là ghê gớm, thành ra là người ta phải chạy bão trước, phải chạy trốn trước hay là tìm những cái nơi trú ẩn an toàn chứ để không để xảy ra cái tình trạng giống như là những người mà ở trong viện dưỡng lão như anh Trường vừa đề cập. Thì ngày hôm qua có tin có một con bò đã được sống sót ở trong cái cơn bão này là nhờ đó, khi mà bão nó thổi á thì cái con bò này tự nhiên nó văng lên trên một cái cây. Nó vắt vẻo ở trên đó. Thì cái video người ta chiếu cho mình thấy á, là những người nhân viên họ đang cưa cái cây để cho mang cái con bò nó xuống. Thì dĩ nhiên sau đó nó cũng có bị một số những cái thương tích này kia. Nhưng mà dẫu sao rất là lạ lùng là cái chuyện mà một con bò sống sót nhờ bị văng và vướng ở trên cái cây ở đó. Cũng là một cái tin mà liên quan đến những cái điều người ta khó giải thích được á. Người ta chỉ gọi nó là như là một cái... huyền thoại hả, một cái chuyện có một cái phép màu lạ nào đó. Đó là cái chuyện mà cậu bé 3 tuổi ở bên Úc bị autism. Cậu bé này mới có 3 tuổi thôi mà đã nói bị autism, bệnh tự kỷ đó. Thì nhà của cậu bé này á thì nó ở gần một cái khu rừng. Thì cái chuyện này nó xảy ra hồi tuần trước rồi, nhưng mà Ngọc Lan sẵn nói chuyện một cái gì đó nó lạ lùng đó thì để kể luôn. Đó là khi mà ba mẹ cậu bé này ngó qua ngó lại vào ngày thứ 6 thì thấy cậu biến bao mất tiêu. Thế là đi tìm hết khắp nơi không thấy, mới bắt đầu báo cảnh sát vân vân. Thì cả 100 người đổ xô đi tìm cậu bé này. 3 ngày đi khắp cái khu rừng gần đó tìm hết. Cuối cùng đến ngày sáng Chủ nhật, một người nhân viên ở trong cái nhóm mà đi cứu nạn đó tự nhiên nhìn thấy cậu bé đó ngồi ở bên một cái con lạch. Mặc cái tã, có nghĩa là như 3 tuổi lẩm đẩm biết đi vậy đó, mặc cái tã và đang ngồi bên cái con lạch múc nước lên, lấy hai cái tay vốc nước lên để uống. Thì cái người nhân viên này nói là anh ta sẽ không bao giờ quên được cái gương mặt của cậu bé lúc đó, là khi anh ta lấy tay vỗ lên vai cậu bé, nó quay lại nó cười, nó là không thể nào quên được cái nụ cười rạng rỡ của thằng bé ngay lúc đó. Nhưng mà bây giờ người ta cũng không biết là tại sao nó có thể nó sống sót được như vậy qua 3 ngày. Mà với cái thời tiết buổi tối đó thì lạnh còn có khoảng 6 độ thôi. Mà trên người nó chỉ mặc cái áo rồi mang cái tã. Cậu bé vẫn được đưa vào ở trong bệnh viện để mà cho người ta kiểm tra sức khỏe. Ba của cậu bé thì cho các cái đài TV, những cái báo chí biết á, thì cậu bé có bị một chút những cái trầy xước, chắc là trong lúc đi lẩm đẩm ở trong rừng và bị kiến cắn. Nhưng mà đến giờ này người ta cũng sẽ không thể nào biết được là bằng cách nào nó sống sót. Với hơn nữa là cậu bé này bị autism nữa, có thể nó sẽ chẳng kể lại được cái gì hết. Đó là những cái chuyện mà những cái phép màu mà không biết làm sao lại có thể xảy ra những cái chuyện như vậy. Bây giờ thì tới một cái câu chuyện khác thì nó cũng chẳng cần phải có phép màu nữa. Đó là cái câu chuyện mà Tổng thống Joe Biden sẽ đọc một bài diễn văn ngày hôm nay và sẽ nêu ra cái quan điểm của mình cũng như là áp đặt 6 cái biện pháp để mà phục hồi kinh tế, phục hồi lại cuộc sống của mỗi người bình thường. Trong 6 cái đề nghị của ông đó là sẽ có chích ngừa cho tất cả những người nào chưa chích ngừa. Thứ hai nữa, chăm sóc những người đã bị COVID. Thứ ba nữa là phục hồi nền kinh tế nhanh hơn. Thứ năm nữa đó là cho trẻ em trở lại trường học, phải đeo khẩu trang và phải có những cái biện pháp an toàn cho những công nhân trở lại những nhà máy để làm việc. Thì ngày hôm nay đó, người ta chú ý tới cái thứ nhất đó, đó là nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang bắt buộc phải được chích ngừa rồi mới cho phép đi làm.
không còn cái chuyện là không chích ngừa thì mỗi tuần phải đi test COVID nữa. Trước đây thì mình có cái lựa chọn là nếu mà không chích ngừa thì mình sẽ đi 2 tuần để test một lần. Đó là mang cái giấy test thử nghiệm đó tới. Bây giờ thì không, phải chích ngừa. Không chích ngừa thì không được đi làm, không còn làm cái test đó 2 tuần một lần nữa. Rồi những cái biện pháp để trường học phải áp dụng theo cái kế hoạch của CDC là phải học sinh phải có những cái sự bảo vệ khi mà trẻ em trở lại trường học. Tại vì khi trẻ em trở lại trường học thì cha mẹ mới đi làm được, mà cha mẹ đi làm được thì kinh tế của Hoa Kỳ nó mới phục hồi lại nhanh được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi coi là ông có nêu ra thêm những cái vấn đề gì khác liên quan tới vấn đề thứ nhất là hậu COVID đó, chúng ta đang tiến tới những con đường để phục hồi lại nền kinh tế cho thật là nhanh. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, tháp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Anh Nguyễn Trường đang nhắc đến Tổng thống Joe Biden thì đầu tuần tới này, ngày thứ hai, người ta hy vọng ông sẽ đến tiểu bang California để vận động cho cái cuộc bầu cử bãi nhiệm của ông thống đốc Gavin Newsom. Ngày hôm qua đó, thì trong chương trình Cà phê sáng, anh Nguyễn Trường mới nhắc đến trong số mà 46 ứng cử viên cho cái chức thống đốc tiểu bang Cali, nếu như mà ông Gavin Newsom bị bỏ phiếu là recall đó, bị bãi nhiệm, thì đã có ông Larry Elder. Ngày hôm qua, hồi chiều hôm qua thì ông Larry Elder cũng đi đến khu vực Los Angeles, đến cái khu mà giống như là cái khu nhà ổ chuột rồi khu lao động nghèo đó, để mà vận động cho cái cuộc tranh cử của mình. Ông là người xứng đáng để mà được vào thay thế cái vị trí đó nếu như ông Newsom bị bãi nhiệm. Tuy nhiên khi mà ông đang đi ở cái khu này thì ông bị người ta ném trứng gà đó, ném vào người ông, nhưng mà không biết là có trúng hay không, qua cái hình ảnh thấy chỉ là ném từ phía sau và như ném tới 2 lần. Những cái chuyện này khiến cho ông phải rút ngắn lại cái chuyến mà đi vận động tranh cử ở cái khu dân cư nghèo ở khu vực Los Angeles. Tuy nhiên sau đó khi mà trả lời phỏng vấn của báo chí đó thì ông mới nói rằng là những người dân họ đang bực tức, những người dân này đang bị tâm thần. Mà nếu như ông Gavin Newsom á, vẫn tiếp tục làm thống đốc á, thì cái vấn đề nó càng, người dân càng bị tâm thần, giống như nó nghiêm trọng hơn nữa, cho nên cần phải có một cái sự thay thế. Thì đó là cái chuyến mà vận động của ông Larry Elder ở khu vực Los Angeles. Mà cũng trong ngày hôm qua đó thì bà Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã đến cái khu vực Bắc Cali để mà vận động cho ông Gavin Newsom bằng mọi cách để làm sao ông phải giữ được cái vị trí này. Thì đến đầu thứ hai tuần tới, trước ngày bầu cử, thì đến phiên ông Tổng thống Joe Biden cũng sẽ đến đây để mà vận động cho ông Gavin Newsom. Qua một cái bản tin khác thì thưa quý vị, trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta tại Hoa Kỳ này đó, thì dĩ nhiên sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng bởi thời đại dịch COVID-19. Cho nên ngày hôm nay xin được nhắc lại đó là có 2 cái bản tin liên quan tới tài chính. Thứ nhất là thành phố Garden Grove đang nhận đơn để quý vị có thể nộp đơn cho những cư dân ở thành phố Garden Grove mà muốn sửa lại nhà của mình đó. Thì họ có một cái khoản trợ cấp là 5.000 đồng. Và hồi trước đây đó thì ai nộp đơn trước thì được, ai nộp đơn sau thì hết, nhán chịu.
Nhưng mà bây giờ thì họ làm theo cái cách là xổ số, tức là họ nhận bao nhiêu đơn rồi sẽ xổ số ra bao nhiêu cái đơn. Rồi những người nào may mắn thì được cấp 5.000 đồng để sửa nhà. À, chúng ta có thể thay bình nước nóng ở nhà, có thể mua một vài những cái thiết bị mà máy giặt, máy sấy, tủ lạnh gì mà cho nó ít hao điện đó, thì chúng ta có thể mua sửa lại cái mái nhà vân vân. Thì chỉ có Garden Grove thôi thì được cái chương trình là 5.000 đồng này mà không phải trả lại đó, họ cho đó. Cho nên quý vị nào ở Garden Grove nha thì nhớ vào Google mình đánh vô là cái chương trình sửa nhà 5.000 đồng của thành phố Garden Grove thì sẽ có được. Nhưng mà có nói là bao nhiêu người được hay không? Hình như là những con số nó mười mấy thôi à. Mười mấy người thôi. Yeah. Nguyên thành phố Garden Grove chỉ có cái Ngọc Lan coi những cái tin đức tin nó ít quá. Ít lắm. Cái cơ hội mình được nó không nhiều, cho nên ai mà được bốc thăm trúng thì cũng giống như là được trúng số. Trúng số. Rồi ngoài ra cũng cái chương trình mà của tiểu bang California trợ giúp cho những người tiểu thương đó cũng có đến cái số tiền mà 25.000. Thì hôm trước giờ quý vị cũng nghe từ hồi đại dịch đến bây giờ đó, nhiều người được nhận những cái khoản tiền, cứ nhận mà những cái khoản tiền này á, ngoài những cái khoản là cho vay sẽ có trả lại với cái tiền lời thấp, còn cái số tiền mà được cho hẳn luôn á nhiều lắm. Nhưng mà có điều cũng hơi tiếc là họ cứ đăng lên, nhưng mà trước khi mà Ngọc Lan muốn thông báo đến quý vị á, thì vào những cái website đã coi trước. Nhưng mà lúc mình vào coi á, thì đấy là chương trình đó nó close rồi. Hiện tại giờ nó quá tải rồi. Có nghĩa là nó rất là lẹ. Thành ra nếu mà có thông báo đến á, nhiều khi quý vị vào đó cũng đã thấy nó đóng rồi. Cho nên cũng hơi lúng túng ở trong vấn đề này. Ngọc Lan đang nói tới cái chương trình trợ giúp của tiểu bang California cho những doanh nghiệp nhỏ đó. Thì chúng tôi đang coi trong cái trang này đây. Thì cái chương trình khi này là round 8, tức là tới cái gọi là gọi là gì nhỉ, cái chương trình số 8 rồi. Kỳ này thì tất cả những cái nơi nào mà làm việc thiện nguyện đó mà bị ảnh hưởng thì cũng sẽ được, kể cả sinh hoạt văn hóa tôn giáo gì đó mà bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thì người ta đang khuyến khích là nộp đơn xin cái khoản tiền này từ 5.000 cho tới 25.000 tùy theo từng cái cơ sở thương mại đó. Và cái kỳ này đó thì mở ra từ ngày 5 tháng 9 cho tới ngày 30 tháng 9. Cho nên quý vị có thể vào trong cái trang gọi là careliftgrant.com. Rồi quý vị vào trong này và điền đơn thì mình sẽ được hướng dẫn cách điền đơn và hỗ trợ như thế nào. Thì đây là cái chương trình mà mở ra tới kỳ thứ 8 rồi. Dành cho hồi trước đây thì những cơ sở thương mại nhỏ, những doanh nghiệp nhỏ đó thì họ cũng có nộp đơn. Thì nếu mà quý vị thấy lâu quá đó thì mình cũng có thể email lên để mình hỏi coi là cái trường hợp của mình nó như thế nào. Có lúc thì họ trả lời, có lúc thì không thấy trả lời luôn nữa. Nhưng mà chắc chắn là có nhiều người làm đơn để xin những cái tiền trợ giúp như vậy. Kỳ này đó thì là kỳ thứ 8 và dành nhiều hơn, đặc biệt hơn cho những cái doanh nghiệp mà làm việc thiện nguyện đó. Văn hóa rồi văn nghệ giải trí này kia mà bị ảnh hưởng đó thì khuyến khích được nộp đơn cho kỳ này. Hy vọng là quý vị trong khán giả của Leader Sài Gòn TV sẽ nhiều người được nhận cái khoản này. Hôm qua Ngọc Lan cũng vào xem cái gì rau từ 1, 2, 3 rồi thời điểm rồi có rau đến rau chín rồi. Nhưng mà mình thì không có làm trong cái doanh nghiệp tiểu thương gì hết cho nên cũng không hiểu những cái rau này nó là như thế nào nữa. Chắc là những ai mà trong những cái thành phần đó đó thì quý vị sẽ biết được là mình sẽ đi tìm ở đâu để được những cái khoản trợ cấp. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì cảnh sát ở Rancho Cucamonga đã có một cái lời cảnh báo nhắc nhở đến tất cả mọi người sau khi mà cảnh sát nhận được một cái ông cụ 80 tuổi báo cho biết rằng là ông bị lường gạt mất hết 10.000 đô la. Vì cái chuyện này á, nó đã được nói đến nhiều lần rồi nhưng mà vẫn cứ tiếp tục xảy ra, nhất là đối với những người cao niên nè, đối với những người mà không có rành lắm về các cái giống như là internet rồi đó, nhiều lắm. Mà cả những cái người mà mình ngỡ rằng là có hiểu biết đôi khi cũng bị sa bẫy nữa trong một cái thoáng mà lơ là. Thì ông cụ này 80 tuổi, thì ông khi mà ông gọi
ông tìm cái số điện thoại, ông muốn gọi cho Best Buy để mà hủy một cái dịch vụ gì đó mà ông không có muốn nữa. Thì ông lại đi lò dò lên trên mạng đó, ông tìm cái số phone. Thì ông thấy rằng là có để có Best Buy, ông nghĩ là đó là Best Buy. Ông gọi, ông nói tôi muốn hủy cái dịch vụ này, tôi không xài nữa, vân vân. Thì thế là bên kia nói rằng ông được, ông muốn làm á thì ông sẽ thực hiện những cái bước này. Trong đó có cái chuyện là ông phải mua 10.000 đô la tiền những cái thẻ quà tặng đó. Cũng không hiểu họ hướng dẫn ông như thế nào mà ông cũng làm theo. Ông mua, mà quý vị biết những cái thẻ quà tặng đó, nói là cái thẻ điện thoại quà tặng đó, thật ra phải mua nhiều lắm chứ không có ai bán một cái thẻ 10.000 hết. Thường nó bắt maximum là đến mấy ngàn á. Tại hồi đó Ngọc Lan có phỏng vấn những nạn nhân này biết, thì phải mua nhiều thẻ. Xong rồi á, ông mua rồi ông phải đọc cái số pin ở trên đó cho bọn chúng. Thì sau khi mà ông đọc hết rồi đó, đến khi mà ông chợt nhớ ra là hình như mình bị gạt, thì đã mất hết tiền rồi. Mất hết 10.000, nó lấy rất là lẹ. Sau đó ông báo cảnh sát. Nhưng mà cho dù báo cảnh sát thì vẫn không có cách nào để mà lấy lại cái số tiền này hết. Bởi vì tiền này nó giống như hôm trước mình có nói đến cái chuyện mà gieo đó, gửi đi, đọc cái số đó là coi như mất, gửi đi là mất. Thì ông cụ này cũng vậy, bị mất 10.000 một cách ngon lành. Cho nên cảnh sát nhắc rằng khi quý vị muốn gọi đến một trong những cái cơ quan nào mà để hỏi liên quan đến tài chánh hoặc là những cái về xô vân vân, thì hãy nhớ coi trước đó những cái cơ quan đó họ gửi cho mình những cái thư trên đó có cái số phone, mình gặp những cái đó. Hay là khi mà mình nhận được những cái cú phone gọi lại nó tôi là người của ngân hàng, tôi là người của sở an sinh xã hội vân vân, thì nó ok được rồi, để tôi gọi lại. Thì lúc đó quý vị cũng đi gọi, nhưng mà cũng đừng gọi lại cái số mà của cái người đó vừa gọi, nó không có tác dụng gì hết. Phải đi tìm đúng cái số nào mà trước đây mình đã từng liên lạc, hay là trên những cái bill bộng hay là cái thư từ mà người ta gửi tới đó, tìm cái số đó gọi, phải là quý vị có gọi hay không, thì để tránh được những cái trường hợp mà bị lường gạt như thế này. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, tháp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Trở lại với phần thứ 3 của cà phê sáng ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị sẽ nghe một cái từ mới, đó là thẻ xanh COVID trong những ngày gần sắp tới. Thưa quý vị, ở Đan Mạch đó thì người ta đã áp dụng cái chương trình này, nó gọi là Corona Pass, tức là cái hệ thống y tế lưu lại cái những dữ kiện của mình đã chích ngừa đầy đủ chưa, đã tiêm chủng 2 lần hay 1 lần, đã có thử xét nghiệm COVID-19 hay chưa. Rồi tất cả những dữ kiện đó được giữ trong một cái hồ sơ và chúng ta có thể tải xuống trên những cái điện thoại cá nhân của mình, nó gọi là Corona Pass. Thì khi chúng ta bước vào, ở bên Đan Mạch thôi nha, chúng ta đang nói về Đan Mạch. Thì khi chúng ta bước vào nhà hàng, sân coi thể thao hay là những chỗ nào mà đông người đó, mà cái nguy cơ để mà lây lan COVID-19 đó nó có, thì chúng ta bắt buộc phải đưa cái đó ra. Tức là chúng ta đã chích ngừa đầy đủ rồi, chúng ta có đi xét nghiệm rồi, thì chúng ta mới được vào, kể cả vào nhà hàng ăn cũng vậy nữa, cũng phải đưa ra cái bằng chứng là mình đã chích ngừa đầy đủ. Thì từ hồi tháng 4 cho tới bây giờ đó, ở cái quốc gia này, ở Đan Mạch đó, thì 75, trên 75% dân số mà trên 18 tuổi thì đã được chích ngừa đầy đủ, chích ngừa ít nhất là một mũi, mà 72% thì đã chích ngừa được hai mũi. Đó, cho nên họ tin tưởng rằng là với cái Corona Pass, cái app này đó, thì
cái tình trạng lây nhiễm nó sẽ không còn, mặc dù là COVID-19 được cái quốc gia này, Bộ Y tế đã xác nhận rằng đó là mối nguy hiểm, nhưng nó cũng không có đe dọa đến cái đời sống hàng ngày. Tại vì họ áp dụng cái chương trình là chích ngừa đầy đủ nè, rồi xét nghiệm thường xuyên nè, và cuối cùng đó là có cái Corona Pass mà nhiều người gọi là thẻ xanh chích ngừa. Thẻ xanh chích ngừa. Thì Liên minh châu Âu cũng như là một vài nước bên châu Âu, bên Anh đó, cũng bắt đầu sử dụng cái app này là Corona Pass để mà có thể scan tất cả những cái người mà muốn ra vào những cái nơi đông người như quán cà phê, nhà hàng vân vân. Riêng ở Hoa Kỳ này, ở bên Canada đó thì British of Columbia nè, bên Canada cũng sẽ bắt đầu áp dụng cái chương trình Corona Pass này trong tương lai rất gần. Ở Hoa Kỳ thì chỉ có một ít địa phương thôi thì có cái chương trình Corona Pass. Riêng ở California đó thì nó có một cái app trên cái điện thoại của mình đó, thì cũng liên quan tới cái vấn đề mà làm cách nào để mình tải xuống. Thì quý vị vào trong cái trang nhà y tế đó, y tế của California đó, thì họ sẽ hỏi rằng là quý vị đã chích ngừa hay chưa. Nếu chích ngừa rồi, quý vị muốn tải cái app đó, cái QR code đó, cái gọi là mã vạch, mã số gì đó, còn gọi là tiếng Việt Nam gọi là gì không biết nữa, cái mã gì đó để mà được cái mình scan qua biến động gì đó. Biến động dân cư, di cư. Thì ở California, riêng California đó thì đã có cái chương trình đó rồi, cho nên mà tôi cũng không nhớ là đi vào cái trang web nào, nhưng mà hình như là cái Bộ Y tế đó của California đó, rồi họ hướng dẫn cho mình để làm cách nào mình tải cái app đó xuống vào cái điện thoại của mình. Trong đó nó có đầy đủ chi tiết. Có điều đáng nhắc ở đây đó là dân chúng Đan Mạch đó hay lắm. Họ nói rằng là họ không sợ thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ. Họ chỉ muốn làm sao có một cuộc sống gọi là bình thường và an toàn trở lại. Họ bỏ qua cái vấn đề mà đạo đức, rồi cái vấn đề gọi là thu thập dữ liệu cá nhân, làm những việc khác vân vân. Ở bên Mỹ này thì khác ha, bên Mỹ này thì họ sợ lắm cái thông tin cá nhân bị rò rỉ, rồi người ta sẽ lợi dụng những cái đó để mà người ta truy tìm ra coi là trong cái hồ sơ của mình có cái gì đó. Nhưng mà ở bên Đan Mạch thì cái dân chúng ở đây thì họ lại khác nha. Họ nói rằng là thôi đó, thông tin của tôi đây nè, hồ sơ y tế của tôi đây nè, đó, tôi chích ngừa rồi, tôi chưa chích ngừa, tôi xét nghiệm ra sao, tôi dương tính âm tính gì đó, cứ việc coi không sao hết trơn á. Cho nên ở nước Đan Mạch bây giờ đó thì họ nói rằng là dần dần đã trở lại cuộc sống bình thường như là chưa có COVID. Hay quá. Nghe một số người ở Mỹ đi du lịch ở bên châu Âu, một loạt các nước châu Âu, nó một loạt tại vì từ nơi này qua nơi kia nó rất là gần với nhau, trong một ngày có thể đi được vài nước. Thì họ nói là ở bên nó làm hay lắm. Để mà bắt buộc người ta chích ngừa đó, thì họ không có nói là bắt buộc phải đi chích ngừa. Nhưng mà đi vào tất cả chợ, shopping, tất cả mọi nơi đều phải có thẻ chích ngừa mới cho vô. Thì bây giờ không có thẻ làm sao mà vô. Đó, không có bắt buộc gì hết á. Xong rồi mà ai không chích ngừa thì nó lại có những cái đòi hỏi, có những nơi cứ phải test COVID, mà test thì trả tiền. Nhưng mà riêng cái chuyện mà áp dụng là phải có thẻ chích ngừa thì mới được vào chợ, vào shopping, làm nhiều người phải lúng túng, bởi vì không chích ngừa thì không đi đâu được hết. Thưa quý vị, ngày hôm qua trong chương trình Cà Phê Sáng thì Ngọc Lan có nhắc đến cái tin là ở một cái phường Bình Hưng Hòa B ở quận Bình Tân ở Sài Gòn đó, đã dấy lên cái chuyện là người dân phải ký tên nhận gạo, nhưng mà lại ký tên vào cái bảng là nhận 1.5 triệu, 1.5 triệu tiền hỗ trợ vì Covid-19. Thì ngày hôm qua tất cả các tin tức đưa lên, thì ngày hôm nay á, là đại diện của phường này đã phải đi đến từng nhà, 142 nhà mà đã ký nhận đó, để xin lỗi rằng là đó là do cái sự sơ sót trong cái danh sách ký nhận, chứ không phải là vì những người ở phường đó họ ăn cái tiền đó, đó phải đi xin lỗi từng nơi như thế. Thì cũng từ cái chuyện mà phường đi xin lỗi này đó, qua báo chí thì mình biết thêm được trong thời gian qua nói rằng là chính phủ đã hỗ trợ cho mỗi người dân được 1.5 triệu đó. Thì cái tiền đó nó đi đâu? Ở trong cái phường này, khi phường này đi thì họ cũng nói rất là rõ ràng rằng là
142 gia đình khó khăn, nhưng mà đến thời điểm này chỉ mới có 36 gia đình đã được nhận tiền hỗ trợ mà thôi. Những hộ còn lại sẽ nhận khi phường được rót kinh phí, tức là ở phường họ cũng chưa được nhận được cái tiền đó. Cho nên tiền từ chính phủ, người ta cứ nói là ở trên TV mấy ông nhà nước nói, mấy ông ở từ trung ương nói thì lên đó gặp mấy ông đó nhận tiền, còn từ địa phương họ không có nhận được. Và Ngọc Lan tin rằng là khi cái chuyện này đã lên như vậy đó, thì cái phường này nếu mà họ đã nhận tiền rồi đó, bắt buộc là họ phải đưa cho người dân, phải trao cho người dân, chứ không có chuyện mà họ dám giữ lại. Đằng này họ nhận rằng là chỉ mới có 36 hộ nhận tiền thôi, là bởi vì phường chưa có nhận được cái số tiền đó, khi nào nhận thì họ sẽ đưa. Thì cũng liên quan đến cái chuyện rằng là giữa những cái lời kêu gọi của các giới chức của Việt Nam trong cái vấn đề mà chống dịch đó, ai ở đâu ở yên đó, chính phủ sẽ lo đồ ăn thức uống để cho người dân không bị đói vân vân, thì ngày hôm qua tờ Guardian, một tờ báo của Anh, đã có một cái bài viết rất là dài và rất là chi tiết về tình trạng ở Việt Nam. Và cái bài này á, họ dùng cái chữ đó là việc đóng cửa ở Việt Nam đã dẫn đến cái tình trạng nghèo đói. Những người mà được phỏng vấn trong này, trừ một vài bác sĩ, trừ những người có một cái vị trí nhất định, còn lại tất cả những người dân mà họ phỏng vấn được đó, họ đều ghi ở dưới là để bảo vệ an toàn cho những người dân này, thì tên của những người dân mà trả lời phỏng vấn này đều được thay đổi. Thì trong cái bài phỏng vấn khá là dài của tờ báo tiếng Anh này đó, tờ báo ở bên Anh, thì họ đã kể lại, họ cũng xác nhận là Việt Nam là một trong những cái nơi đã tỏ ra là chống dịch có hiệu quả nhất, thành công nhất ở đợt đầu. Nhưng mà từ khi mà biến thể Delta bắt đầu xuất hiện và tấn công thì ở Việt Nam gần như là sụp đổ trong cái vấn đề mà chống đỡ với dịch Covid-19. Khi phỏng vấn một số người dân thì người ta cho biết rằng là ví dụ như một cái nhân vật ở đây, một người được phỏng vấn là tên là Trần Thị Hảo, đây là một cái tên đã được đổi rồi, thì nói là chính quyền yêu cầu là phải ở nhà, sẽ được lo ăn đầy đủ, nhưng mà trong 2 tháng qua đó thì họ chỉ có ăn cơm với nước tương mà thôi. Họ chưa thấy một cái khoản trợ giúp nào cụ thể, tiền nhà họ cũng không có để mà họ trả. Tức là họ chỉ sống dựa vào cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Trong khi đó thì phỏng vấn nhiều người nữa, những cái tổ chức mà NGO, tức là những cái tổ chức gọi là bất vụ lợi đó, mà nhận cái tiền là tiền từ Liên Hợp Quốc cho, thì những cái tổ chức đó đều có ở các quốc gia hết, NGO. Thì những người đứng đầu của cái tổ chức NGO mà cái trụ sở ở Việt Nam đó, họ nói rằng là trong thời gian qua 90% cái ngân sách mà họ có được đều dùng dành cho cái việc mà đi cứu trợ những người dân ở Việt Nam mà đang lâm vào cái cảnh đói. Nếu như mà có những người thì phát biểu rằng là họ từng nghe nạn đói năm 1945 ở Việt Nam là như thế nào, họ từng nghe nói chuyện đó, nhưng mà bây giờ đó họ mới chứng kiến được cái chuyện đói nó đang diễn ra làm sao. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, tháp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ở trong phần 3 thì Ngọc Lan đang nói về báo, một cái tờ báo ở Anh đó, Guardian, một tờ báo khá là nổi tiếng, đã viết về cái tình trạng mà người dân ở Sài Gòn đang lâm vào cảnh đói sau khi mà chính quyền
đóng cửa trong suốt thời gian qua, rồi các cái tổ chức từ thiện của thế giới mà đặt trụ sở ở Việt Nam họ đã phải ra tay giúp đỡ như thế nào, cũng như là cái thực tế mà người ta đã trải qua nó hơn hẳn những cái gì mà chúng ta được nghe từ trên báo chí hay là giống như là những cái bàn tay của giới chức cao hơn đó, họ chỉ nhìn ở trên cái bề mặt thôi, còn ở trong cái tầng sâu đó như thế nào thì không ai nhìn thấy hết. Ngày hôm qua đó thì ở Sài Gòn đã bắt đầu cho ra cái quy định mới, đó là hàng quán được bắt đầu được bán để mua mang về. Tức là trước đây lúc mà bắt đầu ngày 23 tháng 8 là đóng cửa siết chặt hoàn toàn thì các cái tiệm ăn cũng dừng. Bây giờ thì là ngày 9 tháng 9 thì bắt đầu cho bán để mà mang về. Tuy nhiên cái chuyện mà bán mang về này đó, bên cạnh một số nơi người ta có thể đi ra mua được thì phần nhiều người dân người ta cũng mỉa mai rằng là cho bán nhưng mà không cho ra đường thì làm sao đi mua. Đó là một vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai đó là bây giờ họ muốn mua thì cũng chỉ có một số nơi cũng chỉ phải là nhờ qua những cái người mà shipper đó, họ đi mua rồi mang tới. Thì bây giờ cái tiền mà ship nó rất là cao. Ví dụ như một phần ăn có thể là 30.000 hay 35.000 tiền Việt Nam, nhưng mà cái tiền mà shipping đó, nó lên 50.000. Và họ nói bây giờ một phần ăn như vậy đó, ví dụ một cái tô phở hay một tô cháo mà cái giá nó lên như vậy thì họ cũng không có thể nào họ chịu đựng được hết. Bên cạnh đó những cái người, những cái doanh nghiệp, những cái tiệm ăn, ví dụ như tiệm phở, tiệm hủ tiếu mà mở lại đó, họ cũng nói là rất là dè dặt ở trong cái chuyện mà mở ra để bán lại, bởi vì nguyên vật liệu để mà đi chợ nó không có đủ, rồi cũng chưa biết là sẽ buôn bán như thế nào, cái gì nó cũng lên hết, mà nếu họ lên giá thì có người mua hay không, rồi chưa kể cái chuyện mà đi lại khó khăn, rồi đứng xếp hàng, giãn cách, nói chung là nó khó 100 bề, cho nên là chưa biết bao giờ thì cái tình hình ở Sài Gòn nó sẽ được cải thiện, cũng như ở các cái tỉnh thành khác, mà cứ không có một cái dự trù gì trước, cứ nghe là kịch bản này kịch bản kia, nhưng mà cứ sành sạch thay đổi. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mà Sài Gòn ngày 9 tháng 9 được mở cửa, những cái tiệm ăn được mở cửa bán lại để mà cho người ta mua mang về đó, những người đó họ nói cũng tự nhiên tối đang ở nhà cái nghe tin tức trên TV nói là cho mở cửa, chứ họ cũng không có biết một cái gì trước đó. Thì người nào có sẵn cái gì trong nhà thì họ nghĩ là họ có thể họ nấu được thì họ cứ nấu bằng những cái cách như vậy thôi. Có nhiều cái lời than phiền. Thứ nhất là những người lớn tuổi mà không có rành công nghệ đó, nhiều khi họ nói rằng là bây giờ cho đặt hàng mang về mà phải có shipper mang về qua cái app gì đó tải xuống. Thì họ nói rằng là tôi không biết cái app đó là app gì nữa, mà tôi không biết cách tải như thế nào, mà tôi cũng không biết đặt hàng để mà gửi shipper tới nhà như thế nào nữa. Song song với việc đó đó thì rất là nhiều những cái cơ sở bán hàng, bánh canh, hủ tiếu, bánh mì, cơm tấm gì đó, họ nói rằng là cái thời gian này nè, mọi thứ đều lên giá. Mình mở ra, thứ nhất là giá cả sẽ gia tăng. Thứ hai nữa, tiền shipper bây giờ nó nhiều lắm rồi, nó cao lắm rồi. Cho nên là mở ra bán có lời hay không, hay là sẽ bị lỗ. Cho nên mặc dù là có kêu gọi là mở cửa hoạt động trở lại bán cho địa phương đó, nhưng mà cũng có nhiều người cũng dè dặt lắm. Cho tới ngày hôm nay đó thì họ nói rằng là có 10 cửa hàng ăn uống được mở cửa cho phép mang đi đó, thì chỉ có 2 hoặc 3 tiệm mở mà thôi. Còn lại 7 tiệm thì họ nhìn những cái tiệm bên kia nó như thế nào, rồi họ có tìm cái cách để mà họ kiếm người shipper nè, rồi họ kiếm cách để đi chợ nè, vân vân. 15 tháng 9 thì mới bắt đầu là nới lỏng giãn cách xã hội. Đó, mới cho phép đi ra đường nhiều. Mà bây giờ 9 tháng 9 cho phép mở ra để mà bán hàng thì lấy người đâu để đi mua đồ. Đó, thành ra người ta mới nói là nó lung tung hết trơn. Lung tung hết. Mở cửa nhưng mà không cho ra đường thì sao mua? Nó nhiều cái vấn đề lắm. Rồi cũng trong cái chương trình cà phê sáng của những tuần trước đó thì Ngọc Lan cũng có nhắc đến cái chuyện mà có cái tin nhiều nơi bị bơm hàng tức là nhờ đi chợ hộ đó, nhờ mấy người bộ đội có, nhờ mấy người ở phường, ở hội phụ nữ có, nhưng mà rồi sau đó thì không nhận hàng, khiến cho những người đi mua hàng phải bỏ tiền ra, vân vân. Cái lúc đó âm ỉ ở trên mạng, ở trên báo chí có, truyền thông chính thống có, mạng xã hội có, nói là trong thời buổi này có những người thiếu ý thức như thế, rồi họ nói ra rõ ràng rằng là có phường chỉ chính xác luôn cái phường nào bị 30
cái đơn bơm hàng. Tuy nhiên ngày hôm qua thì ông Thượng tá Lê Mạnh Hà, ông này là Phó Phòng Tham mưu Công an Sài Gòn, cũng là vào cuộc để điều tra, thì đã đưa ra cái câu trả lời rằng đó là tùy theo mỗi báo họ đưa cái tên, nói rằng là cái chuyện bơm hàng là chuyện không có thật. Nhưng mà cái chuyện mà nói đi mua, đi chợ giùm á, mà nó có nhiều cái lý do. Đó là thứ nhất là như hồi nãy anh Trường nói, nhiều người không biết cái cách sử dụng những cái app đó để mà lên order sao, rồi order xong rồi không biết làm sao hết, rồi nó trùng 2-3 cái. Rồi có người đặt sai địa chỉ, rồi có người khi mà order nhờ đi chợ hộ xong thì họ lại đi vô khu cách ly, cho nên lúc mà người ta đem tới thì họ không có gọi họ được lấy hàng. Thì có rất là nhiều cái lý do được đưa ra để mà giải thích tại sao vừa qua có thông tin là đến có gần 200 cái đơn mà mua hàng giùm rồi bị bơm hàng. Tuy nhiên những cái lời giải thích này thì nhiều người ta cũng không đồng ý. Người ta nói là tức là trước đây bên cũng với chính quyền dựng lên cái chuyện đó để mà đổ tội cho người dân. Nhưng mà bây giờ lại nói là đi điều tra cái đó, đối với họ nó không có make sense gì hết, nó không có rõ ràng. Bởi vì trong thời buổi này đã để nhờ được đi chợ là khó rồi, mà đi chợ như vậy phải đưa tiền trước nữa, chứ cũng không thể nào mà nói là cái chuyện bị bơm như thế. Cho nên bây giờ chưa bao giờ, trước đây thì người ta đã mất niềm tin vào chính phủ rồi, bây giờ qua những cái chuyện này thì người ta càng thấy cái lời giải thích nào cũng không thuyết phục được họ hết á. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Nguyễn Trường, gặp lại anh vào tuần tới. Ngày mai tôi có làm thế ai không? Baby Thế Ngọc Lan. Nói chứ nếu mà không làm thế ai hết thì ngày hôm nay tôi sẽ đi lấy lá giang tươi, bông súng tươi về để phục vụ các thượng đế ăn uống ở Bonsa. Cảm ơn quý vị theo dõi trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, và ngay sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời Sự Thế Giới cùng với anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị. Ngọc Lan quên nhắc là chiều nay có chương trình Việt Bao La, mà tập này rất hấp dẫn, là dành cho những ai mà muốn tìm hiểu về cái nghề nuôi gà công nghiệp ở ngay tại Mỹ là như thế nào.